Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Phụ Kiện Cô. Hôm nay trên tay mình sẽ dán một cái cường lực dành cho một cái thiết bị rất đặc biệt. Đây là cái dock TwinView của Asus ROG Phone 2. Cái dock này nó là cái màn hình thứ hai giúp là hiển thị tốt hơn khi chơi game đối với cả Asus ROG Phone 2, giúp game thủ như được mọc thêm cánh. Thì bên mình ngoài dán màn hình điện thoại ra thì mình dán luôn cả dock luôn. Thì cái cường lực mình dán cho cái con dock ROG Phone 2 này để đảm bảo rằng nó gập vào nó không bị cấn. Thì khách hàng đã lựa chọn là cái phiên bản là trong suốt go chính hãng của bên mình, nó sẽ đảm bảo rằng độ mỏng cần thiết và có độ trong và không bị che màn hình. Ngoài ra nó còn đảm bảo rằng khi gập vào thì nó không bị cấn với cả màn hình. Thì cái dock này dán thì nó cũng cơ bản nó cũng như là dán màn hình điện thoại thôi, chúng ta cũng phải vệ sinh bằng cái bộ phụ kiện chính hãng của go, sau đó thì chúng ta mới tiến hành dán. Thì vệ sinh thì chúng ta cũng sẽ qua các bước là bằng khô ướt và hút dính bụi, sau đó chúng ta dán như bình thường. Thì khi mà dán thì nó cũng có thể là gặp vấn đề như bong bóng ở viền giống như các màn hình bình thường thôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái dầu chống ở mép chúng ta khắc phục cái hiện tượng đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành dán. Thì sau khi vệ sinh sạch sẽ rồi, chúng ta bắt đầu bóc cái tấm linông đằng sau của cái miếng cường lực ra và chúng ta đặt nó lên. Thì về cơ bản nó cũng dán cái miếng này nó sẽ vừa thôi. Ngoài ra thì nó có những cái lỗ cảm biến kia thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì cái màn hình chính thì nó có, nhưng màn hình phụ này thì mình cũng không rõ là nó có không, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nó đảm bảo rằng nó có cái đoạn khuét bên dưới đấy thì vát bên dưới cạnh đáy nó cũng đảm bảo giống như cái màn hình phụ. Đặt vào thì cơ bản nó sẽ ăn luôn rồi. Sau đó chúng ta sẽ gạt thôi. Thì để đặt mua cái miếng cường lực dành cho màn hình chính và màn hình phụ này của Go này cũng rất là có ích ấy. Một bộ nó có hai miếng, chúng ta có thể vừa dán màn hình chính mà vừa dán màn hình phụ. Thì các bạn có thể đặt mua website phukienpico.com, và các bạn xem dưới phần link mô tả của video này sẽ có phần đặt hàng, hoặc các bạn tìm kiếm phụ kiện Pico trên Google, viết liền không dấu, hoặc phụ kiện điện thoại Pico, viết phụ kiện Pico. Trên Shopee viết liền không dấu, trên Lazada bên mình cũng là phụ kiện Pico, và trên Sendor bên mình là Mobi Pico. Thì bên mình hỗ trợ giao hàng toàn quốc, các bạn có thể chat với bên mình qua Facebook ở trên website bên mình cũng được, hoặc là vào Facebook của bên mình, có thể đặt hàng qua Facebook cũng được, hoặc gọi điện qua hotline. Bên mình hỗ trợ rất nhiều hình thức đặt hàng khác nhau các bạn. Nếu các bạn tốt nhất là các bạn cứ đặt qua website, bên mình sẽ gọi điện xác nhận cho các bạn. Vâng, xin cảm ơn các bạn theo dõi video. Thì dán lên đây thì cơ bản nó cũng đã xong rồi. Cái phần xử lý bong bóng này cũng không khó lắm đối với cường lực phun keo. Các bạn có thể theo dõi đến cuối video để thấy là cái chất lượng hiển thị của nó rất là cao khi mà kết hợp với màn hình chính. Cái con dock này TwinView khá nhiều trò vui, nó có nhiều chế độ khác nhau giúp chúng ta có thể, ngoài việc chơi game ra, chúng ta có thể trải nghiệm lướt web nó tốt hơn. Rồi, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Phụ Kiện Pico để có thể xem được nhiều cái video về các cái món đồ độc đáo mà bên mình có được trên tay từ khách hàng. Xin cảm ơn các bạn. We'll be right back.
Thank you.